Chào Xuân Tân Mão năm 2023, Thiên Hà của chúng tôi có những gói combo đặc biệt để dành riêng tới tất cả các quý vị. Đây là những gói công để phục vụ cho các quý vị. Đầu tiên thì khi chúng ta kết hợp giữa một loa bookshelf cùng với cầm một loa âm lima răng 7000n là với giá niêm yết lên tới tận 71 triệu, nay còn chúng tôi chỉ để cái giá 50 triệu và một điều đặc biệt hơn cho các quý vị đó là các bạn sẽ được tặng ngay một dây. Loa của anh Lysit đến từ Mỹ và một dây quang cao cấp để kết nối từ TV xuống. Các quý vị chỉ bỏ ra 50 triệu nhưng mà sẽ được có một bộ dàn hoàn hảo để phục vụ chơi Tết và nghe Tết. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến sát lại gần để xem sản phẩm này là những sản phẩm nào. Vâng, loa Focal 906 Ariane dòng Bucher này được sản xuất hoàn toàn tại Pháp. Với vỏ loa thì màu uh, nút rất là đẹp cộng thêm mà uh, màng loa và chất liệu loa thì được hoàn toàn được sử dụng các chất liệu cao cấp và độ nhạy thì rất là cao khi phối ghép với cả tất cả các, các dòng âm ly và đây là một trong những dòng danh giá của dòng loa pháp vâng âm ly marang 7000n này thì có công suất lên 80w cho trở kháng 4 ôm và đây là một chiếc âm ly đa năng mình ngoài việc là một chiếc âm ly thuần thì âm ly đa năng này thì còn có thể chơi được chim nhạc trực tiếp và có nhiều cổng kết nối cho các bạn và bây giờ là một xu hướng chơi đơn giản tiện ích nên chính vì vậy đây là một trong những âm um đi rất là hay đến từ hãng Marang và nó có thể tải được và chim nhạc hàng triệu bài hát để dành cho các quý vị với một bộ đôi sản phẩm này tôi nghĩ đây là một trong những bộ đôi rất hoàn hảo để cho các bạn bắt đầu yêu âm nhạc và có một hệ thống được trang trí bày rất tiện ích Vâng, đây là những gói sản phẩm chiên với khách hàng lên số lượng có hạn. Các bạn hãy nhanh tay đến ring những dòng sản phẩm này đến Thiên Hà luôn để được có một sự trải nghiệm vào dịp xuân này. Xin cảm ơn các bạn.